Hiện trường kinh hoàng, chồng dùng dao đâm vợ ngay tại phiên tòa hòa giải ly hôn. Hạ gục tình địch do ghen tuông, mâu thuẫn tình ái. Hai người đàn ông dọa hành hung phóng viên ở Bãi Vàng, Phước Sơn bị phạt 5 triệu đồng. Sa ngã vào trò đỏ đen, đạo trích gây ra hàng loạt vụ đột nhập cửa hàng FPT. Vụ cháy chung cư mini, người sống sót ám ảnh tinh thần, đối mặt di chứng trồng chất khó khăn. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây ngày 29 tháng 9, trong phiên hòa giải một vụ án ly hôn tại Tòa án Nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ việc người chồng đã dùng hung khí ra tay khiến vợ trọng thương. Sự việc xảy ra rất nhanh, bất ngờ nên không ai kịp can ngăn, đồng thời khiến cho các cán bộ, công chức, người lao động có mặt tại phiên tòa hết sức hoang mang, lo lắng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 45 phút sáng ngày 29 tháng 9, Nguyễn Văn Quyết, 31 tuổi và chị Nguyễn Thị L, 25 tuổi, đều trú tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là đương sự trong vụ án ly hôn đến tòa, đề nghị tòa án tổ chức hòa giải theo hướng để các đương sự tự thỏa thuận với nhau giải quyết vụ án. Trong quá trình làm việc, thẩm phán phụ trách vụ án đang trao đổi, giải thích các vấn đề liên quan theo đúng quy định, thì đối tượng Quyết đã bất ngờ dùng hung khí là con dao thủ sẵn trong người và trút vào người chị L. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Quyết đã bỏ trốn, chị L bị thương nặng, nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Sự việc xảy ra quá nhanh, bất ngờ nên không ai kịp can ngăn, đồng thời khiến cho cán bộ, công chức, người lao động tại tòa hết sức hoang mang lo lắng. Theo Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Lộc Hà, Nguyễn Khắc Hoàn cho biết, tại các phiên hòa giải những vụ án dân sự hành chính không có lực lượng công an hỗ trợ, bảo vệ, nên cán bộ, thẩm phán, người lao động và cả đương sự trong vụ việc có thể gặp phải những tiềm ẩn rủi ro bất ngờ. Tại đơn vị chỉ có bảo vệ đơn thuần, không có lực lượng bảo vệ chuyên trách, nên khi xảy ra sự việc sẽ rất khó ngăn chặn, giải quyết, bảo vệ kịp thời an toàn, tính mạng cho những người có mặt tại tòa. Trong trường hợp đang diễn ra phiên tòa mà nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án có những hành vi xâm phạm đến danh dự, uy tín, thậm chí tính mạng của hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng nhưng không có lực lượng cảnh sát bảo vệ kịp thời can thiệp thì sẽ gây ra hậu quả khó lường. Bảo đảm cho việc xét xử được trang nghiêm, an toàn về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự cho cán bộ tòa án và những người tham gia phiên tòa là việc làm rất quan trọng trong công tác xét xử, thể hiện tính tôn nghiêm của pháp luật. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, phần lớn chỉ các phiên tòa xét xử vụ án hình sự mới có sự tham gia bảo vệ của lực lượng cảnh sát bảo vệ phiên tòa. Còn các phiên tòa xét xử vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính rất ít khi có sự tham gia của lực lượng này và cũng chỉ tham gia khi tòa án có yêu cầu, chứ không phải là lực lượng thường xuyên, chuyên trách làm nhiệm vụ giữ trật tự cho các tòa án. Vì vậy, việc cấp thiết là cần phải hoàn thiện, sửa đổi các quy định của pháp luật về sự tham gia thường trực của lực lượng cảnh sát bảo vệ trong các phiên tòa. Tòa án rất cần một chế độ bảo vệ đặc biệt, nâng mức trách nhiệm và biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những hành vi gây rối phiên tòa, đe dọa tính mạng của những người tham gia tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng để răn đe, cảnh tỉnh cho những ai cố tình vi phạm. Thời gian gần đây, trên địa bàn các tỉnh trong cả nước liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ án mạng thương tâm xuất phát từ sự ghen tuông, mâu thuẫn tình ái. Những người trong cuộc không thể kiểm soát được hành động và suy nghĩ của mình, để lại những bi kịch đau lòng. Mới đây nhất, vào ngày 27 tháng 9, tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, xảy ra vụ việc người đàn ông mang hung khí đến quán ăn, xông vào phòng ngủ, tấn công, nhiều nhát khiến cho tình địch tử vong, gây xôn xao dư luận. Ngày 29 tháng 9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Huỳnh Bá Việt, 41 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông nên tối 27 tháng 9, Việt mang hung khí là con dao đến một quán ăn ở đường Phan Đình Phùng, thị trấn Liên Nghĩa, xông vào phòng ngủ tấn công nhiều nhát vào người anh Lê Hồng A, 51 tuổi, ngụ tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng. Gây án xong, Việt vứt hung khí vào đống rác trước quán và đến công an thị trấn đầu thú. Nạn nhân được người nhà đưa đến trung tâm y tế cấp cứu và chuyển lên bệnh viện đa khoa cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đức Trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ các tang vật liên quan để điều tra vụ án mạng. Liên quan đến vụ việc hai người đàn ông dọa hành hung phóng viên khi đang tác nghiệp tại khu vực ở Bãi Vàng, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam ngày 20 tháng 7 vừa qua, mới đây Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Thành xác nhận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với hai người đàn ông này. Ngày 29 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Thành Hồ Văn Phúc xác nhận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai người đàn ông có hành vi đe dọa, đòi hành hung phóng viên khi đang tác nghiệp tại khu vực khai thác vàng trái phép ở Bãi Vàng, Phước Sơn. Theo đó, hai người này là ông DTA, 52 tuổi, ngụ tại xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, và ông HTL, 53 tuổi, ngụ tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Mỗi người bị phạt 2,5 triệu đồng. Trước đó vào ngày 20 tháng 7, theo phản ánh của người dân, phóng viên báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đến khu vực Bãi Vàng 5A, xã Phước Thành để ghi nhận việc khai thác vàng trái phép tại đây. Theo ghi nhận, hoạt động khai thác vàng diễn ra rầm rộ. Những người khai thác vàng đang làm công đoàn xay đá, tuyển vàng. Khi phóng viên chụp ảnh, ghi hình khu vực thì hai người này từ lán trại đi ra, yêu cầu phóng viên ra khỏi khu vực khai thác vàng và dọa hành hung phóng viên. Một người đe dọa, biến, đập chết cha tụi bây giờ. Một người khác tay cầm theo búa bằng gỗ đuổi, đòi lao vào tác động. Khi phóng viên lùi khoảng 50 mét thì có một thanh niên tiếp cận can ngăn, người này mới dừng lại. Ngày 21 tháng 7, theo báo Pháp luật Online đăng bài viết, Quảng Nam, phóng viên ghi nhận khai thác vàng trái phép bị dọa hành hung. Lập tức vào chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn đã chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực Bãi 5A. Cũng trong ngày 21 tháng 7, Công an huyện Phước Sơn đã triệu tập ông DTA và ông HTL lên cùng làm việc. Hai người đàn ông này thừa nhận do say rượu nên không kiểm soát được hành vi của bản thân mình. Thưa quý vị, mới đây, tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, xảy ra vụ đạo trích đột nhập cửa hàng FPT, lấy đi 24 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone và 3 chiếc MacBook Air với tổng giá trị hơn 700 triệu đồng. Vụ việc một lần nữa cho thấy hành vi liều lĩnh, tinh vi và táo tợn của các đối tượng. Cụ thể, ngày 29 tháng 9, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự đối với Huỳnh An Lợi, sinh năm 1991, và Nguyễn Mai Hoàng Phan, sinh năm 2002, cùng ngụ tại tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, tối mùng 2 tháng 9, Phan lái xe máy chở Lợi từ thành phố Hồ Chí Minh đến cửa hàng FPT ở thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành để thăm dò với mục đích trộm tài sản. Sau khi quan sát cửa hàng, cả hai đối tượng đi tìm nơi ăn uống và nghỉ ngơi. Đến 1 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 9, Phan chở Lợi đến cửa hàng FPT. Sau khi quan sát không có người, Lợi leo lên mái nhà của cửa hàng, cậy gãy các thanh sắt và buộc thả dây dù để đu xuống đột nhập vào bên trong. Sau đó, Lợi mở hộc tủ ra và lấy 24 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone và 3 chiếc MacBook Air bỏ vào bên trong túi đã chuẩn bị trước đó. Tổng giá trị các loại tài sản là hơn 700 triệu đồng. Sau khi trộm được tài sản, Lợi đu dây dù lên mái nhà của cửa hàng và thoát ra ngoài. Trong lúc đang leo xuống đất, Lợi phát hiện có người nên hoảng sợ, ném bỏ tài sản đã trộm và lên xe máy mà Phan chờ sẵn, tẩu thoát về thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra đến ngày 26 tháng 9, cơ quan công an đã bắt giữ Lợi và Phan đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Nông. Qua điều tra mở rộng, đối tượng Lợi khai nhận do nợ nần cá độ bóng đá nên đã rủ đồng bọn gây ra hàng loạt vụ trộm tại các cửa hàng FPT trên địa bàn Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra làm rõ để xử phạt hành vi của hai đối tượng trên theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, qua vụ việc trên có thể thấy, hành vi phạm tội của những tên đạo trích này là hết sức manh động liều lĩnh, do sa ngã vào những trò đỏ đen mà coi thường quy định của pháp luật. Mong rằng tới đây chúng sẽ phải chịu những bản án thích đáng cho hành vi của mình để làm gương cho những đối tượng khác có ý định thực hiện hành vi xấu. Thưa quý vị, vụ cháy chung cư mini xảy ra ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào đêm ngày 12 tháng 9 vừa qua, chắc hẳn còn đọng lại ám ảnh trong tâm trí của những nạn nhân may mắn thoát nạn. Với những người sống sót sau vụ hỏa hoạn ấy, trước mắt họ còn rất nhiều những nỗi lo toan về di chứng bệnh tật, công việc, nhà cửa, khi đã mất đi người thân và mọi tài sản trong một đêm. Việc làm lại tất cả từ đầu là vô cùng khó khăn. Sau thảm họa cháy chung cư mini ở ngách 29/70 phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, hiện nay nhiều người dân xung quanh đang cho các nạn nhân may mắn thoát nạn tá túc tạm thời tại nhà trước khi họ tìm được nơi ở mới. Được biết, cuộc sống của các nạn nhân bước đầu ổn định, tuy nhiên còn rất nhiều điều phải lo lắng. Chẳng hạn như gia đình của chị Vũ Thị L hiện đang ở nhờ tại một căn hộ gần ngách 29/70 Khương Hạ. Trước kia, chị L ở tầng 5 khu chung cư mini cùng với vợ chồng người chị ruột là bác sĩ VTN, 39 tuổi, công tác tại Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi vụ cháy xảy ra, cả gia đình may mắn không có ai tử vong, nhưng chị VTN bị ngộ độc khí CO nặng, phải nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Chị L cho biết hiện giờ sức khỏe của chị N đã tốt hơn, nhưng vẫn còn đó nỗi lo về các biến chứng nguy hiểm do ngộ độc khí CO. Loại khí độc này có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng về hệ cơ, tim mạch và thần kinh cho người bị ngộ độc, có thể gây ra các bệnh như viêm cơ tim, hoại tử cơ tim hay suy tim. Chị L cho biết, chị tôi đã tỉnh lại, nhưng hiện đang mắc nhiều biến chứng do ngộ độc khí CO như rối loạn nhịp tim, viêm cơ tim, viêm phổi, suy đa tạng, phải truyền kháng sinh liều cao liên tục. Nếu sức khỏe bị suy giảm nghiêm trọng, chị tôi rất khó tiếp tục làm công việc hiện tại sau khi ra viện. Ở trong viện, tôi cũng gặp nhiều bệnh nhân đang ở trong tình trạng tương tự vì ngộ độc khí CO. Bên cạnh đó, khoản viện phí của chị N cũng là một nỗi lo lớn. Anh Vũ Văn Đê, em trai của chị N và chị L cho hay, nếu không được hỗ trợ, gia đình rất khó có thể lo được chi phí điều trị cho chị N, bởi chị N vào viện trong tình trạng rất nguy kịch. Đến nay lại mắc thêm các loại biến chứng do ngộ độc khí CO, nên chi phí điều trị là rất lớn. Bên cạnh đó, chị L cũng đang phải đối mặt với những ám ảnh về tinh thần. Bây giờ cứ ngửi thấy mùi khói là chị L lại thấy khó thở, lo sợ, tưởng như sắp có cháy. Còn anh D, mỗi khi nhận được một cuộc điện thoại lúc nửa đêm là anh lại giật mình rồi bị mất ngủ. Ngoài ra, nhiều gia đình nạn nhân sau vụ cháy chung cư mini còn đang gặp khó khăn với vấn đề nhà ở trong tương lai. Anh Nguyễn Hoàng, một nạn nhân may mắn sống sót cho biết, trong vụ cháy, vợ và con gái anh đã qua đời, chỉ còn anh và con trai sống sót. Tài sản của gia đình anh gần như mất sạch. Anh Hoàng là thợ làm bánh, nhưng hiện anh không thể đi làm vì một tay của anh bị đứt gân khi đập vỡ cửa kính để tìm đường thoát. Hiện nay anh sống chủ yếu dựa vào đồ cứu trợ do các nhà hảo tâm gửi tới. Anh Hoàng chia sẻ, bây giờ tìm được nhà thuê giá rẻ rất khó, mà tôi phải đợi vài tháng nữa mới đi làm trở lại được. Không thể tiếp tục ở chung cư mini được nữa, vì con trai tôi bảo sợ ở chung cư mini lắm. Anh D và chị L cũng chia sẻ cùng một khó khăn với anh Hoàng. Hiện nay đến chiếc xe máy của hai anh chị cũng phải đi mượn của người khác để đi. Tài sản quý giá duy nhất còn sót lại sau vụ cháy chính là sinh mạng của chị VTN. Chị L cho hay, nơi ở tạm của chúng tôi hiện giờ cũng không khác căn chung cư mini trước là mấy. Chúng tôi cũng không muốn phải ăn nhờ ở đậu mãi người ta. Hai ước nguyện lớn nhất của gia đình hiện giờ là chị tôi sẽ vượt qua các biến chứng nguy hiểm và chúng tôi sẽ tìm được chỗ ở mới sớm nhất có thể. Theo tổ trưởng tổ dân phố số 20 Khương Hạ, nơi xảy ra vụ cháy cho biết, vì sự việc đau buồn vừa mới diễn ra, nên năm nay tổ dân phố không tổ chức trung thu cho các cháu thiếu nhi. Tuy nhiên, tổ dân phố đã tới từng nhà để tặng quà trung thu cho các cháu, trong đó có cả những cháu là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini. Thời gian gần đây, dịch bệnh đau mắt với khả năng lây lan nhanh chóng dẫn đến tình trạng gia tăng số lượng ca mắc. Cùng với đó, còn có rất nhiều người chủ quan về dịch bệnh này hay tự ý sử dụng các loại thuốc để điều trị mắt mà không có sự hướng dẫn của các bác sĩ chuyên môn, gây ra hậu quả đáng tiếc. Mới đây nhất phải kể đến sự việc một người đàn ông ở Gia Lai bị đau mắt đã tự ý ra tiệm thuốc Tây gần nhà mua thuốc để điều trị, nhưng không may, chỉ sau vài giờ, ông đã bị mẩn ngứa, ngất xỉu và tử vong. Ngày 29 tháng 9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa có một bệnh nhân tử vong do sốc phản vệ thuốc tân dược. Nạn nhân là ông N.V.L, 50 tuổi, trú tại xã Iapia, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Trước đó vào tối ngày 27 tháng 9, ông N.V.L được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, da tái lạnh. Các bác sĩ xác định ông N.V.L đã tử vong do sốc phản vệ thuốc tân dược chưa rõ loại trước khi đưa đến bệnh viện. Theo người nhà bệnh nhân, vào sáng ngày 27 tháng 9, ông L bị đau nhức mắt, mắt có ghèn nên đã tự đến tiệm thuốc Tây trong xã mua thuốc về uống. Ông N.V.L đã uống 4 loại thuốc chưa rõ cụ thể từng loại. Sau khi uống thuốc đến chiều cùng ngày thì ông N.V.L bị mẩn ngứa khắp người, nghi do dị ứng thuốc nên đã đến trạm y tế xã sơ cứu. Tuy nhiên sau đó ông L bị ngất xỉu nên người nhà tiếp tục đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu nhưng đã tử vong. Được biết ông N.V.L có tiền sử dị ứng với một số thành phần của thuốc tân dược. Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi có biểu hiện ốm đau cần đến khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn biện pháp chữa trị. Uống thuốc phải theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là với những bệnh nhân đã có tiền sử về dị ứng với các thành phần của thuốc. Không nên tự ý mua, uống những loại thuốc mà không phải do bác sĩ kê đơn, để rồi xảy ra những sự việc đáng tiếc nêu trên. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10, cho biết Hà Nội không mưa, sáng và tối trời mát, nền nhiệt cao nhất trong ngày khoảng 33 đến 34 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin dự báo mưa rông diện rộng, mưa lớn cục bộ, lốc sét, gió giật mạnh ở Quảng Ninh, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và dự báo thời tiết 10 ngày tới cho cả nước. Theo đó, đêm qua và sáng nay, ngày 29 tháng 9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28 tháng 9 đến 8 giờ ngày 29 tháng 9 có nơi trên 80 mm. Như Hạnh Lâm, Nghệ An 124,2 mm, Tà Cạ, Nghệ An 107 mm, Đậu Liêu, Hà Tĩnh 87,8 mm. Dự báo ngày 29 tháng 9, ở khu vực Quảng Ninh, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Chiều tối và đêm 29 tháng 9, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Từ đêm 29 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sáng 29 tháng 9 có mưa rào và rải rác có dông. Riêng khu vực Đồng Bằng, Trung Du, Đông Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm 29 tháng 9 có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 30 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Các khu vực khác, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với những tin tức thời tiết vừa rồi sẽ giúp quý vị sắp xếp lịch trình di chuyển cũng như kế hoạch phù hợp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và quý vị cũng đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.